Lý do The Sun ngày hôm nay, mời tất cả quý vị tới đây để The Sun gửi lời xin lỗi chân thành tới những gia đình công nhân bị tai nạn. Mời chủ tịch tập đoàn Nguyễn Minh Nhật. Trước hết, đó là lỗi của tôi. Tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi chân thành xin lỗi. Liệu The Sun có phải là tập đoàn trong sạch như ba của anh từng tuyên bố không ạ? Liệu một chủ tịch trẻ như anh có thể đảm đương nổi trách nhiệm lớn trên vai khi dìu dắt một tập đoàn lớn hay không? Bây giờ dọc tôi sắp chết rồi mà cậu mới bò tới đây đó hả? Nếu như mà tôi không đưa lên báo chí á, thì mấy cậu có đến đây nhìn thấy cảnh chồng tôi như vậy không hả? Chúng tôi không cần tiền của mấy người. Mọi người bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói đã. Cầm tiền ra đi. Cô bà, cô bà, thư ký nói các tờ báo mạng đã đăng bài rồi, chắc vài phút nữa sẽ tràn lan trên internet. Khủng khiếp, tôi vừa mới chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi. Cứ như kế hoạch mà tôi đã nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.